Tối ngày 14 tháng 1 năm 2016, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại căn nhà vắng chủ nằm trên đường Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, khiến khu dân cư hoảng loạn. Vụ hỏa hoạn nhanh chóng được dập tắt nhưng nhiều tài sản vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi. Khoảng 21 giờ, căn nhà có địa chỉ tại số 68D đường Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bùng cháy dữ dội. Phát hiện lửa, người dân xung quanh nhanh chóng dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1 đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, nhiều vật dụng tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.